chương 1 nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com đã từ lâu rồi con đường dẫn vào chi gáp do đàn bò trông còn hơn cả nhàn nhã dẫm đạp lên mà thành chúng thơ thần theo những đường cong và hơi dích, rắc đung đưa thân mình leo ngược lên cao tạo thành một mặt phẳng sinh động nối với đỉnh ngọn đồi nhỏ rồi lại thong dong đi xuống giữa hai bờ cỏ ba lá dập dờn ong lượn sau đó băng ngang qua mé đồng cỏ Tại đây, đường viền của mặt phẳng ấy mờ đi. Chúng tản ra rồi như dừng hẳn lại, bắt đầu những cuộc dã ngoại yên bình theo kiểu bò. Chậm rãi nhai cỏ và trầm tư về cái vô hạn. Gặm cỏ xong chúng lại tiếp tục lên đường và cuối cùng cũng đến được khu rừng. Nhưng vừa chạm vào bóng dâm dưới những hàng cây đầu tiên, chúng đột nhiên đổi hướng, lượn theo một vòng cung rộng, cứ như thế đây là lần đầu tiên chúng có lý do để suy nghĩ xem mình đang đi đâu và vượt qua ở bên cạnh, bên kia khu rừng, cảm giác nhẹ nhõm vô ưu tan biến. Con đường không thuộc về đàn bò nữa. Thay vào đó, hơi đột ngột nó biến thành tài sản của con người. Và cùng lúc trời trở nên nóng bức khó chịu, bụi bốc mù ngột ngạt, còn bờ cỏ lơ thơ dọc bên đường có phần sơ xác tiêu điều. Bên trái đường xuất hiện căn nhà đầu tiên, một ngôi nhà thôn dã vuông vắn và vững chãi mang dáng vẻ đừng đụng vào tôi nằm giữa một bãi cỏ bị cắt trụi sát sạt cho nhanh và được bao quanh bởi một hàng rào thép chắc chắn cao đến hơn một mét rõ ràng là muốn nói rằng, đi tiếp đi, chúng tôi không muốn bạn ở đây. Thế là con đường khiêm nhường nép mình đi tiếp, mỗi lúc lại qua thêm nhiều ngôi nhà nhưng càng lúc càng bớt đáng sợ, cứ thế mà dẫn vào làng. Nhưng ngôi làng không có ý nghĩa gì, ngoại trừ nhà giam và cái giá treo cổ chỉ có ngôi nhà đầu tiên là quan trọng, ngôi nhà đầu tiên, con đường, và khu rừng. Khu rừng có cái gì đó thật lạ. Nếu vẻ ngoài của ngôi nhà đầu tiên gợi ý rằng tốt hơn hết ta nên bỏ qua nó, thì cái vẻ của khu rừng cũng vậy, nhưng là vì một lý do hơi khác. Ngôi nhà non có vẻ tự đắc đến mỗi bạn chỉ muốn làm náo động ẩm ý lên khi đi ngang qua, hoặc thậm chí chẳng cho nó răm ba cục đá nhưng khu rừng thì mang dáng vẻ mơ màng thiếp ngủ như thuộc về một thế giới khác đến nỗi bạn chỉ muốn nói thầm thì đó ít ra cũng là những gì đàn bò hẳn phải nghĩ để nó yên chúng ta sẽ không làm phiền nó khó mà biết được con người có cảm thấy như thế về khu rừng hay không có lẽ là có vài người nghĩ vậy thật nhưng phần lớn mọi người đều đi theo con đường vòng ra khu rừng bởi vì đó là đường có sẵn không có đường xuyên qua rừng và dù sao đi nữa đối với con người còn có một lý do nữa khiến họ để cho khu rừng được yên nó thuộc về gia đình foster chủ nhân ngôi nhà đừng đụng vào tôi và do đó là tài sản cá nhân dù nó có nằm bên ngoài hàng rào và có dễ vào đến đâu đi chăng nữa quyền sở hữu đất là một thứ thật kỳ quặc nếu bạn để tâm nghĩ đến sau cùng thì người ta có thể sở hữu đất sâu đến mức độ nào nếu một người là chủ mảnh đất thì người ấy có được sở hữu hoàn toàn cả bên dưới hiểu theo khía cạnh hẹp nhất cho tới tận từng mảnh tâm trái đất không hay là quyền sở hữu ấy chỉ bao gồm các lớp vỏ mỏng manh mà bên dưới nó mấy chú run thân thiện chưa từng nghĩ đến chuyện vượt qua dù gì đi chăng nữa thì khu rừng nằm bên trên dĩ nhiên là ngoại trừ rễ cây thuộc về gia đình foster trong ngôi nhà đừng đụng vào tôi đến từng cành cây ngọn cỏ và nếu họ chưa từng vào đây chưa từng thả bộ dưới những tán cây thì đó là chuyện của họ. Winnie, đứa trẻ duy nhất trong nhà, chưa bao giờ đến đấy, dù đôi khi cô bé thường đứng bên trong hàng rào, lơ đễnh gõ nhịp một cái que lên những thanh hàng rào và ngắm nhìn khu rừng. Nhưng Winnie chưa từng tò mò về nó. Khi đã thuộc về mình thì mọi thứ xem ra chẳng hề thú vị chỉ thú vị khi chúng không phải là của mình thôi mà khoảnh rừng cây rộng có vài mẫu này thì có gì thú vị cơ chứ? Đó chỉ là một không gian lờ mờ với những vệt nắng xuyên qua, một lũ sóc và chim, một lớp nệm lá ẩm trên nền đất và tất tật những thứ quen thuộc khác dù chẳng dễ chịu bằng những thứ như nhện, gai và giói. Tuy vậy, nói cho cùng, đàn bò chính là thủ phạm làm cho khu rừng trở nên tách biệt, và đàn bò, bằng đôi chút thông thái mà chúng không đủ khôn ngoan để biết rằng mình sở hữu, thực ra đã rất thông minh. Vì nếu chung đi xuyên qua rừng thay vì đi đường vòng thì con người chắc đã theo đó mà đi rồi. Người ta hẳn sẽ để ý ngay đến cây tần bì khổng lồ nằm ngay chính giữa khu rừng, và rồi, theo thời gian họ sẽ để ý thấy cả con suối nhỏ đang sùi bọt trào lên giữa đám rễ cây tần bì bất chấp đống đá cuội đã được lấp xuống để giấu nó đi. Và sẽ là một thảm họa khủng khiếp nếu quả đất già nua mệt lử này, dù cho có bị sở hữu đến tận phần lõi nóng bỏng của nó hay không, bỗng rung quanh trục như con bọ trên chiếc đinh ghim. Chương 2, nghe chọn bộ tại mê audio.com và thế là vào dạng sáng một ngày trong tuần đầu tháng 8, bà mây tắc thức dậy rồi nhưng vẫn nằm thêm một lúc nữa, mỉm cười với đám mạng nhện trên trần nhà. Sau cùng bà nói thật to, ngày mai tụi nhỏ về nhà rồi. Ông chồng của bà mây đang nằm ngửa bên cạnh không hề nhúc nhích. Ông hãy còn say ngủ, những nếp nhăn sầu muộn hằn sâu cả ngày trên khuôn mặt trùng xuống và dịu đi. Ông ngáy nhẹ nhẹ và trong khoảnh khắc hai khóe miệng ông hơi nhếch lên thành một nụ cười. Ông Tắc hầu như chưa bao giờ cười trừ trong lúc ngủ. Bà Mây ngồi dậy lên giường, nhìn chồng nhẫn nhịn rồi lặp lại hơi to tiếng hơn một chút, "Ngày mai tụi nhỏ về nhà rồi." Ông Tắc giật mình và nụ cười vụt biến mất. Ông mở mắt, "Bà đánh thức tôi chi vậy?" Ông thở dài tôi lại đang mơ giấc mơ đó giấc mơ tuyệt vời khi chúng ta đã được lên thiên đàng và chưa từng nghe nói đến tri gáp bà mây ngồi đó cau mày một phụ nữ mập mạp với khuôn mặt tròn trịa thông minh và đôi mắt nâu trầm tĩnh mơ như vậy chẳng được tích sự gì cả bà nói chẳng có gì thay đổi hết ngày nào bà cũng nói tôi như vậy ông tắc đáp rồi trở mình nằm xoay lưng lại dù sao đi nữa thì tôi đâu thể ngăn mình mơ cái tôi mơ được có thể là không, bà Mây nói. Nhưng cũng vậy thôi, đến giờ đáng lẽ ông phải quen với mọi việc rồi mới phải chứ. Ông tắc rền dĩ, thôi tôi ngủ lại đây. Tôi thì không, bà Mây đáp. Tôi đi lấy ngựa xuống chỗ cánh rừng gặp tụi nhỏ đây. Gặp ai? Tụi nhỏ, ông tắc à, mấy thằng con mình. Tôi đi ngựa xuống rừng gặp tụi nó. Tốt hơn hết bà đừng có đi, ông tắc nói tôi biết bà mây đáp nhưng tôi chờ gặp chúng hết nổi rồi dù sao đi nữa thì cũng 10 năm rồi tôi chưa đến tri gáp sẽ chẳng có ai nhớ nổi tôi đâu khoảng chiều tối tôi mới đến đó chỉ đến khu rừng thôi tôi không vào làng đâu nhưng mà ngay cả khi ai đó thấy tôi đi chăng nữa thì họ cũng chả nhớ nổi hồi nào tới giờ có ai nhớ đâu giờ không lẽ họ lại nhớ Bà thích thì cứ làm đi, ông tắc nói, mặt úp xuống gối. Tôi đi ngủ đây. Bà mây tắc bò ra khỏi giường và bắt đầu mặc đồ. Ba cái váy lót dài, chiếc váy màu nâu đỏ có cái túi to sụ, chiếc áo vest cũ vải bông và cái khăn choàng đan bằng len mà bà choàng quanh ngực và ghim lại bằng cây ghim cái áo kim loai đã xỉn màu tiếng sột soạt của quần áo thân quen với tắc đến nỗi ông có thể nói mà không cần mở mắt ra bà không cần choàng cái khăn đó ngay giữa mùa hè đâu nhưng bà mây phớt lờ nhận xét của chồng thay vì đáp trả lại bà nói ông ở nhà một mình có sao không vậy chắc phải tối muộn ngày mai tôi mới về đến nhà ông tắc xoay người lại và làm mặt thảm não nhìn vợ cái quỷ quái gì trên đời này có thể gây hại cho tôi cơ chứ ừ ha bà mây đáp tôi cứ quên hoài tôi thì không ông tắc nói đi vui vẻ nhé và liền ngay đó ông lại chìm vào giấc ngủ bà mây ngồi trên mép giường mang vào chân đôi ủng da ngắn mòn vẹt và mềm rũ vì năm tháng đến nỗi thật lạ là chúng vẫn chưa mất chiếc nào rồi bà đứng dậy và lấy từ giá rửa mặt canh giường ra một vật nhỏ hình vuông một chiếc hộp nhạc vẽ hình hoa hồng và hoa lan chuông đó là vật sinh sắn duy nhất bà có và bà chưa từng đi đâu mà không mang nó theo. Ngón tay bà vô tình chạm đến chỗ chìa khóa lên dây cót ở đáy hộp nhưng liếc thấy ông tắc đang say ngủ. Bà lắc đầu, vỗ nhẹ lên chiếc hộp rồi thả nó vào túi. Cuối cùng bà chụp xuống quá tay chiếc mũ dơm màu da trời có cái vành rũ rượi mệt mỏi. Nhưng trước khi đội mũ lên, bà không quên trải lại mái tóc màu nâu xám và bới thành búi đằng sau gáy. Bà làm việc này nhanh chóng và khéo léo mà không cần liếc vào gương một lần. Mây tắc chẳng cần gương, dù bà có dựng một chiếc trên giá rửa mặt. Bà biết rõ mình sẽ thấy gì trong đó, đã từ lâu lắm rồi bóng mình trong gương không còn khiến bà quan tâm. Đối với mây tắc, với chồng bà và cả hai con trai jessie và May, vẻ ngoài của họ đã không hề thay đổi trong vòng 87 năm qua. chương 3, nghe chọn bộ tại mê audio.com buổi trưa cùng cái ngày trong tuần đầu tháng 8 ấy, Winnie Foster ngồi trên bãi cỏ lởm chởm ngay bên trong hàng rào chuyện trò với con cóc to sụ đang trồm hỗn cách gió vài mét bên kia đường. Dù sao đi nữa thì tao cũng sẽ làm. Rồi mày sẽ thấy, có lẽ là ngay sáng sớm mai trong lúc cả nhà vẫn còn ngủ. Khó mà biết được con cóc đó có lắng nghe lời Winnie nói hay không nữa dĩ nhiên winnie đã cho nó một lý do chính đáng để phớt lờ cô bé cô đã đi đến bên hàng rào điên tiết tức muốn bốc khói trong một ngày cũng nóng muốn bốc khói và lập tức chú ý đến chú cóc ấy nó là vật thể sống duy nhất tồn tại trong tầm nhìn ngoài lũ mũi mắt vo ve bay loạn xạ thành đám lửng lơ trong làn hơi nóng trên mặt đường Winnie kiếm được mấy hòn sỏi dưới chân hàng rào và, vì không còn cách nào hơn để xả giận, cô lấy một viên ném vào con cóc. Cú ném chật lất, vì cô đã cố tình nhắm như vậy, nhưng dù gì cô cũng phải biến đó thành trò tiêu khiển. Ném sao để hòn sỏi bay xuyên qua đám mũi mắt đến chỗ con cóc. Tuy vậy, đàn mũi đang dối rít nhặng xị nên chẳng buồn quan tâm đến sự phá bĩnh này, và vì hòn sỏi nào cũng chặt đích cả nên cóc ta vẫn cứ tiếp tục nhan nhở ngồi trồm hỗn đó. Chẳng thèm giật mình hoảng sợ. Có lẽ nó đang quá bực bội. Hoặc cũng có thể nó đang ngủ. Dù thế nào thì nó cũng không thèm liếc Winnie lấy một cái cho tới tận khi cô ném sạch bách đống sỏi và ngồi xuống kể cho nó nghe mấy câu chuyện phiền muộn của mình nghe nè, cóc cô vừa nói vừa thò tay qua xong rào bứt cỏ dại mọc bên ngoài. Tao nghĩ là tao chịu hết nổi rồi. Ngay lúc đó cánh cửa sổ trước nhà bật mở và một giọng nhỏ nhẹ của bà nội cô vang lên, Winifred. Đừng có ngồi lên bãi cỏ dơ bẩn ấy. Con sẽ làm lấm hết ủng và vớ mất thôi. Và một giọng nói khác kiên quyết hơn của mẹ cô chêm vào, vào nhà ngay Winny, Ngay lập tức trời nóng như vậy mà ở ngoài là cảm nắng bây giờ đồ ăn trưa của con xong rồi đây mày thấy chưa winnie nói với chú cóc tao tính kể cho mày nghe như vậy đó bà với mẹ lúc nào cũng thế nếu mà tao có anh chị em thì đỡ rồi sẽ có thêm ai đó cho họ trông chừng nhưng mà kiểu nó thế đấy có mỗi mình tao thôi tao chán bị quản thúc mọi lúc mọi nơi rồi tao muốn được ở một mình để thay đổi Cô tì chán vào song rào rồi im lặng dây lát trước khi nói bằng cái giọng suy tư. Mày biết không, tao cũng không rõ là mình sẽ làm gì nữa, nhưng chắc phải làm một cái gì đó thú vị cái gì đó của riêng tao thôi. Một cái gì đó làm nên sự khác biệt trên thế giới này. Để bắt đầu thì chắc là tao sẽ có tên mới, một cái tên sẽ không bị hư hao vì bị kêu quá nhiều. Rồi thậm chí có khi tao tính nuôi con gì đó nữa có thể là một con cóc già to sụ, như mày, con gì đấy tao có thể nuôi trong một cái lồng thật đẹp với quá trời cỏ, và... Đến lúc này cóc ta mới chịu động đậy và chớp chớp mát. Nó gồng mình lên và phi cái thân hình nặng nề như trái banh nặn bằng bùn của mình văng ra xa cô bé thêm chút nữa. Mày đúng đó, Winnie nói. Nếu làm vậy thì mày sẽ y hệt như tao bây giờ. Sao lại bắt mày cũng phải bị nhốt trong lồng chứ, tao ước gì được như mày, tự do tự tại thích làm gì thì làm. Mày có biết là họ đâu khi nào để tao ra khỏi cái sân này một mình không? Tao sẽ chẳng bao giờ làm được cái gì trọng đại nếu cứ ở giết đây hoài. Tao nghĩ tốt nhất là tao bỏ trốn. Nói đến đây cô bé dừng lại và xăm soi lo lắng nhìn con cóc xem nó tiếp nhận cái ý tưởng gây choáng váng này như thế nào, nhưng cóc ta chẳng hề tỏ ra quan tâm chút nào. Mày nghĩ tao không dám chứ gì? Cô nói với vẻ cáo buộc. Dù sao đi nữa tao cũng sẽ làm. Rồi mày xem, có thể là ngay sáng mai trong lúc cả nhà còn đang ngủ. Winnie, giọng kiên quyết lại vang lên bên cửa sổ. Nghe rồi, con vào đây, cô la lên, cáo kỉnh, rồi vội nói thêm. Ý con là, con vào liền đây, thưa mẹ, cô đứng dậy, phủi mấy mảnh cỏ ngứa bám đầy trên vớ chú cóc như thể nhận ra buổi trò chuyện giữa họ đã kết thúc, bèn động đậy, thu mình lại và vụng về lóc cóc nhảy vào giường. Winnie nhìn nó, nhảy đi, cóc, cô gọi với theo. Rồi mày xem, cứ chờ đến sáng mai nhé. Chương 4, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Vào lúc hoàng hôn cùng cái ngày dài lê thê ấy, một người lạ mặt xuất hiện, đủng đỉnh từ dưới làng đi lên rồi dừng chân trước cổng nhà Foster. Winnie lại một lần nữa ở trong sân, lần này đang định chơi trò bắt đom đóm, và thoạt tiên cô bé không để ý thấy gã. Nhưng sau một hồi quan sát cô bé, gã lên tiếng, chào con. Gã rất cao và khẳng khiu, cái người lạ đang đứng đó ấy. Chiếc cằm dài của gã mờ dần đi dưới mớ dâu lưa thưa gọi là có, nhưng bộ đồ của gã thì vàng chóe đến gần như hơi rực lên trong nắng nhạt một tay gã treo tòng teng chiếc mũ đen, và khi Winnie tiến lại, gã đưa tay kia lên vuốt lại mái tóc khô xám cho mượt. Chà, gã nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Con đang bắt đom đóm đấy à, dạ, Winnie đáp. Bắt đom đóm vào một buổi chiều hè như thế này thật là đáng yêu, người lạ tán dương. Một trò chơi dễ thương làm sao? Hồi bác bằng tuổi con bác cũng thường chơi như vậy lắm nhưng tất nhiên là lâu lắm lắm rồi gã vừa cười vừa đưa mấy ngón tay mảnh khảnh lên che miệng thân hình lênh khênh của gã động đậy liên tục một chân gõ nhịp một bên vai giật giật nó chuyển động xiên xẹo khá nhát gừng nhưng đồng thời ở gã có một kiểu duyên dáng như một con rối được điều khiển khéo léo quả thực nom gã gần như lơ lửng ở đó trong bóng chiều nhá nhem nhưng winnie dù đã gần như mê mẩn bỗng giật mình sực nhớ đến mấy dải băng đen lạnh lùng trên cửa nhà từ hồi đám tang ông nội cô bé cau mày rồi nhìn người lạ kỹ hơn nhưng nụ cười của gã chồng vẫn hết sức tự nhiên dễ mến và thân thiện đây là nhà con phải không người đàn ông hỏi hai tay giờ đã khoanh lại và tựa mình vào cổng dạ phải winnie đáp bác có muốn vào gặp ba con không ạ à? có lẽ có một chút thôi, gã nói. Nhưng bác muốn nói chuyện với con trước. Con và cả nhà ở đây lâu chưa? Dạ lâu rồi, Winnie trả lời. Con và cả nhà đã sống ở đây từ ngày sửa ngày xưa. Từ ngày sửa ngày xưa, người đàn ông trầm ngâm lặp lại. Đó không phải là một câu hỏi, nhưng Winnie lại quyết định dù sao cũng phải giải thích. À, tất nhiên không phải là từ ngày sửa ngày xưa, nhưng cũng phải từ khi có người sống ở đây. Bà nội con sinh ra ở đây. Bà nói có thời ở đây toàn cây không à, khắp quanh đây chỉ là một cánh rừng lớn, nhưng mà giờ người ta chặt gần hết rồi. Còn có mỗi khu rừng kia thôi. Bác biết rồi, gã vừa nói vừa ngắt dâu. Vậy là chắc con quen hết mọi người và biết hết mọi chuyện xảy ra quanh đây phải không? Dạ cũng không hẳn, Winnie nói ít nhất thì con không biết. Nhưng mà sao ạ? À? Người lạ nhướng mày. À, bác đang kiếm một người, một gia đình. Con không biết nhiều người lắm." Winnie vừa đáp vừa khẽ nhún vai. "Nhưng mà chắc ba con quen. Bác hỏi ba con thử xem." "Phải hỏi chứ, gã nói. Bác chắc là phải hỏi rồi." Ngay lúc ấy cánh cửa nhà xịch mở và bà của Winnie xuất hiện trong ánh đèn hắt lên bãi cỏ. "Winnie Fred đang nói chuyện với ai đó con?" "Bà ơi, có một ông." Winnie đáp với lại ông ấy nói là đang kiếm người. Cái gì bà cụ nói? Bà nhấc váy lên rồi bước xuống lối đi ra cổng. Con nói ông này muốn gì? Lúc này người đàn ông đứng bên ngoài hàng rào khẽ cúi đầu. Chào bà ạ, à, gã nói. Thật vui khi thấy bà vẫn khỏe mạnh. Vì lý do gì mà tôi lại không khỏe cơ chứ? Bà đột lại xăm soi nhìn người lạ qua làn ánh sáng lờ mờ bộ đồ màu vàng của gã hình như khiến bà ngạc nhiên và bà nheo mắt ngờ vực tôi nhớ chưa gặp ông bao giờ ông là ai ông đang tìm ai người đàn ông không trả lời câu nào thay vì vậy gã nói quý cô trẻ tuổi này cho tôi hay là bà sống ở đây lâu lắm rồi cho nên tôi nghĩ chắc là bà biết hết những người đến và chuyển đi ở đây bà cụ lắc đầu tôi không quen hết mọi người bà nói mà tôi cũng không muốn biết và tôi không đứng ngoài trời tối nói tới nói lui ba cái chuyện này với người lạ. Winnie cũng vậy, nên là, nói đến đây bà đột nhiên ngừng lại. Vì, xuyên qua tiếng dế buổi chiều và tiếng hàng cây thở dài, một điệu nhạc kỳ lạ, mơ hồ văng vẳng đến chỗ họ, và cả ba người đều ngoái đầu về phía nó phát ra, về phía khu rừng. Đó là một giai điệu nhẹ nhàng pha lẫn những tiếng len keng, vang lên vài phút rồi dừng lại. Trời đất quỷ thần ơi, bà nội Winnie thốt lên, tròn xe mắt. Chắc là nó quay trở lại rồi, qua bao nhiêu năm trời, bà ấn mạnh hai bàn tay nhan nheo vào nhau, quên khuấy đi mất người đàn ông mặc bộ đồ màu vàng. Con có nghe thấy không, Winnie Fred? Nó đó, khúc nhạc yêu tinh mà bà kể cho con nghe đó. Sao vậy trời, phải lâu lắm rồi bà mới được nghe lại. Còn con mới nghe lần đầu phải không? đợi đó để kể cho ba con nghe mới được nói rồi bà túm lấy tay winny quay vào trong nhà xin chờ chút người đứng ở cổng nói gã đã ngây cả người và giọng nói thì thật hào hứng bà nói là trước đây từng nghe bản nhạc đó rồi phải không ạ à? nhưng trước khi gã kịp nhận câu trả lời thì điệu nhạc ấy lại cất lên và tất cả họ đều dừng sững lại lắng nghe lần này tiếng leng keng mơ hồ vang lên trong giai điệu nhẹ nhàng ba lần rồi lụi tát nghe giống như phát ra từ hộp nhạc ấy, Winnie nói sau khi nhạc đã tắt. Vớ vẩn, là yêu tinh đấy, bà của cô kích động reo lên. Rồi bà quay qua nói với người lạ vẫn đứng ở cổng, còn giờ thì xin phép ông nhé. Nói xong bà cài cái then cửa lại ngay trước mũi gã, xem đã khóa kỹ chưa rồi vừa nắm tay Winnie vừa dầm dập đi vào nhà, đóng sập cửa sau lưng nhưng người đàn ông trong bộ đồ vàng vẫn đứng đó một mình rất lâu sau đó, chân nhịp trên đường, nhìn về phía khu rừng. Gã vẫn đứng đó khi những vệt nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn đã tan biến, và ánh tà dương cũng đã tắt lịm, dù tàn dư của nó vẫn lưu luyến vương trên mọi thứ nhạt màu, những viên đá sỏi. Con đường lầm bụi, và thân hình của gã đàn ông, biến chúng thành màu thiên thanh mờ ảo. Sau đó trăng lên, người đàn ông sực tỉnh và thở dài vẻ mặt gã hết sức hài lòng. Gã đội mũ lên, và dưới ánh trăng sáng mấy ngón tay dài của gã trở nên thanh mảnh, trắng bạch. Rồi gã quay người đi khuất xuống con đường tối, lúc đi gã còn huýt sáo, rất khẽ, theo cái điệu nhạc nhẹ nhàng len keng phát ra từ khu rừng ấy. Chương 5, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Sáng hôm sau Winnie thức dậy thật sớm mặt trời chỉ mới vừa hé mắt nơi đường chân trời phía đông và ngôi nhà vẫn im phăng phác nhưng cô bé nhớ ra là suốt đêm qua đôi lúc cô đã quyết định hôm nay sẽ không bỏ trốn nữa rốt cuộc rồi mình sẽ đi đâu cơ chứ cô tự nhủ đâu có chỗ nào khác mình thật sự muốn đi đâu nhưng tại một phần khác trong đầu cô bé cái phần tâm tối nơi những nỗi sợ hãi xa xưa nhất của cô chú ngụ cô biết rằng còn có một lý do nữa khiến cô muốn ở lại cô sợ phải đi xa một mình mong muốn được ở một mình được làm những việc trọng đại là một chuyện còn có gan làm chuyện đó khi có cơ hội hay không lại là chuyện khác nhân vật trong những câu chuyện cô đọc đều rũ áo ra đi mà không cần suy tính hay vướng bận nhưng ngoài đời thì ừm, thế giới bên ngoài đầy dẫy hiểm nguy. Mọi người luôn nói với cô như vậy. Cô sẽ chẳng thể nào xoay sở nếu không được che chở bao bọc. Họ cũng luôn nói với cô điều đó nữa. Chẳng ai chịu nói rõ cho cô biết những chuyện cô không thể tự mình xoay sở là chuyên gì. Nhưng Winnie cũng chẳng cần hỏi. Tự mình cô bé đã tưởng tượng ra biết bao nhiêu điều kinh khủng rồi. Dù vậy, thật là bực mình khi phải thú nhận rằng mình sợ rồi cô cảm thấy còn nản lòng hơn nữa khi nghĩ đến con cóc nếu ngày hôm nay nó lại đến bên hàng rào nữa thì sao nếu nó âm thầm cười nhạo và cho rằng cô nhát gan thì sao chứ thôi được kiểu gì thì ít nhất mình cũng có thể vù ra ngoài ngay bây giờ cô quyết định và đi vào rừng để xem cô có thể khám phá ra cái gì thật sự phát ra điệu nhạc tối hôm qua không chắc phải có cái gì đó chứ cô không cho phép mình xem xét cái ý tưởng muốn làm nên đôi chút khác biệt trên thế giới thì cần phải liều lĩnh mạo hiểm cô chỉ đơn giản tự an ủi bản thân rằng dĩ nhiên lúc ở trong rừng nếu mình quyết định không bao giờ quay trở lại nữa thì mới phải mạo hiểm thế cô tin được điều đó vì cô cần như vậy và niềm tin ấy lại một lần nữa trở thành người bạn đường chân thật đầy hứa hẹn lại là một buổi sáng nặng nề nữa, chưa gì đã nóng bức và ngột ngạt rồi, nhưng không khí trong rừng thì mát mẻ hơn và có vẻ ẩm ướt khó chịu. Winnie mới rụt rè đi dưới những cành lá đan sen chưa đầy 2 phút thì đã tự hỏi sao trước kia mình chưa từng vào đây bao giờ. Tại sao vậy nhỉ, ở đây dễ chịu quá mặc cô kinh ngạc nghĩ. Cả khu rừng ngập tràn ánh nắng, khác xa thứ ánh nắng mà cô từng biết. Nó có màu xanh lá và vàng hổ phách, sống động, rung rinh từng vệt lấp loáng trên đất mềm, luồn vào khe hở giữa những thân cây khỏe khoắn. Đây là những bông hoa bé nhỏ cô chẳng biết tên. Màu trắng và phớt xanh, kia là hàng hà sa số dây leo xoắn suýt, và đây đó lại có một cành cây gãy đã mục nát phân nửa nhưng mềm mại với hàng mảng rêu nhung xanh mướt mượt mà. Và ở đó chỗ nào cũng có sinh vật những hoạt động lúc tinh mơ của chúng khiến bầu không khí trong rừng trộn rộn hẳn lên bọ hung chim chóc sóc kiến và còn vô vàn những sinh vật khác không nhìn thấy được tất cả chúng đều hiền lành cắm cúi vào việc của mình và chẳng hề đáng sợ chút nào cả ở đó thậm chí còn có cô sung sướng khi trông thấy chú cóc đó nó đang ngồi trễm trệ trên một gốc cây cụt và đáng lẽ cô đã không nhận ra vì trông giống cây nấm hơn là một sinh vật sống đang ngồi đó Tuy nhiên, khi cô đi đến bên nó, cóc ta liền chớp mắt và cử động đó khiến cô trông thấy nó. Mày thấy chưa, cô reo lên. Tao đã nói với mày là ngay sáng nay tao sẽ đến đây mà. Chú cóc lại chớp mắt và gật đầu. Hoặc cũng có thể chẳng qua nó đang nuốt một con ruồi. Nhưng chú ta bỗng lùi dần ra ngoài gốc cây và mất dạng trong tầng cây thấp. Chắc là nó chờ mình nãy giờ đây, Winnie tự nhủ, trong lòng cảm thấy hết sức vui. Cô bé đi vơ vẩn loanh quanh một lúc lâu, nhìn ngắm mọi thứ, lắng nghe mọi thứ, tự hào vì đã quên được cái thế giới chật trội bị tìa tót ở bên ngoài, miệng khe khẽ ư ử theo trí nhớ điệu nhạc hồi tối. Và rồi, ngay trước mắt, ở một chỗ nơi ánh sáng dường như rực rỡ hơn và mặt đất dường như thoáng đãng hơn, có cái gì đó đang động đậy. Winnie dừng ngay lại và thụp người xuống nếu đó là yêu tinh thật, cô nghĩ, thì mình có thể xem chúng, thế là, dù bản năng mách bảo hãy quay lui và bỏ chạy, cô hài lòng nhận ra trí tò mò của mình còn mạnh hơn cả nỗi sợ hãi. Cô bắt đầu gión rén tiến lên phía trước, sẽ chỉ đến gần vừa đủ nhìn thôi, cô tự nhủ. Chỉ đến gần vừa đủ trông thấy thôi, và sau đó cô sẽ quay lại và chạy nhưng rồi khi đã đến gần, núp sau một thân cây, và hé mắt nhìn ra, miệng cô há hốc kinh ngạc còn mọi ý nghĩ chạy trốn đều tan biến đi đâu mất. Một khoảng rừng quăng trải ra trước mắt cô, chính giữa là một cây cổ thụ khổng lồ, đám rễ mập mạp của nó làm nhàu mặt đất xung quanh đến gần 3 mét về mọi hướng. Đang ngồi thư thả đó, lưng tựa vào thân cây là một cậu con trai, gần như đã là một người đàn ông và Winnie thấy cậu ta tuấn tú đến nỗi cô bé phải lòng ngay lập tức. Cậu trông gầy và dám nắng, cái chàng trai tuyệt vời ấy, với mái tóc nâu quăn bù xù rậm rạp. Cậu mặc cái quần cũ kỹ hơi tà tơi và chiếc áo sơ mi cáu bẩn, rộng thùng thình nhưng dáng vẻ thì trông tự tin thoải mái như thể đang mặc đồ bằng lụa hay sa tanh vậy dây đeo quần màu xanh của cậu ta, để trang trí hơn là để xài, là phụ kiện cuối cùng trên bộ trang phục, vì chân cậu không mang giày, và giữa các ngón chân thò lên một màu canh. Cậu ngồi đó lơ đễnh phe phẩy nhánh cây, mặt ngửa lên đăm đăm nhìn tán lá trên cao. Nắng sớm vàng óng như rực sáng xung quanh cậu, và khi cành lá trên đầu câu rung rinh, bóng nắng rơi xuống đậu lên đôi bàn tay nâu rắn giỏi, lên mái tóc và khuôn mặt cậu cậu lơ đễnh xoa xoa tay, ngáp, và vươn vai. Khi dịch chuyển vị trí, cậu để ý thấy một đống đá cuội nhỏ kề bên. Trong khi Winnie vẫn nhìn đến nín cả thở, cậu ta cẩn thận rời đống đá sang bên, từng viên từng viên một. Bên dưới đống đá, nền đất lộ ra ướt loáng. Cậu nhấc viên đá cuối cùng lên và Winnie trông thấy một dòng nước trào ra, tuôn vồng lên rồi trở lại thấm ngược vào trong lòng đất, giống như một đài phun nước vậy cậu cúi xuống, ghé môi vào dòng nước, lặng lẽ uống, rồi ngồi dậy đưa ống tay áo lên quệt ngang miệng. Khi làm thế, cậu dây mặt về phía Winnie và mắt họ gặp nhau. Họ im lặng nhìn nhau một hồi lâu, tay cậu ta vẫn đang đưa lên miệng. Không ai nhúc nhích, sau cùng cậu bỏ tay xuống. Em ra ngoài đây được rồi đấy, cậu nói, cau mày. Winnie đứng dậy, xấu hổ, và vì xấu hổ nên bực bội ra mặt em không cố ý nhìn anh đâu cô quả quyết nói khi bước ra khoảng rừng trống em không biết là lại có người ở đây cậu lom lom nhìn cô bước tới em làm gì ở đây vậy cậu lạnh lùng hỏi đây là rừng nhà em winnie đáp ngạc nhiên vì câu hỏi em có thể vào đây bất cứ khi nào em muốn trước đây em chưa đến đây bao giờ nhưng đáng lẽ em phải vào rồi mới phải lúc nào mà chẳng được À, cậu nói, nghe thoải mái hơn một chút. Vậy em là con nhà Foster. Em tên là Winnie, cô nói. Còn anh là ai? Anh là jessie Tắc, cậu nói. Chào em, rồi cậu chia tay ra. Winnie bắt bàn tay ấy và nhìn cậu chăm chăm. Nhìn gần trông cậu còn đẹp trai hơn nữa. Anh sống gần đây à? Sau cùng cô mới nặn ra một câu, miễn cưỡng buông tay cậu. Trước đây em chưa từng gặp anh anh có thường đến đây không? Nhưng mà đâu có ai được phép vào đây. Đây là rừng nhà em mà. Rồi cô thêm vào thật nhanh, nhưng anh đến đây thì không sao. Ý em là với em thì không sao. Cậu cười tâu toét. Không, anh không sống gần đây và cũng không đến đây thường xuyên. Anh chỉ đi qua đây thôi. Và cảm ơn em, anh mừng là với em thì không sao. Tuyệt lắm, Winnie nói, không ăn nhập lắm. Cô lùi lại và Đoan Trang ngồi xuống cách xa cậu một chút. "Mà anh bao nhiêu tuổi vậy?" cô hỏi, nheo mắt nhìn cậu. Yên lặng một chút, sau cùng cậu lên tiếng, "Tại sao em muốn biết vậy?" "Em chỉ băn khoăn thế thôi," Winnie nói. "Được rồi, anh 104 tuổi," cậu nghiêm trang đáp. "Không phải, ý em là tuổi thật của anh kìa," cô khăng khăng. "Vậy thì," cậu nói, "nếu em cứ khăng khăng muốn biết, anh 17 tuổi." 17 à, đúng rồi. Ôi, Winnie thất vọng nói. 17 tuổi, già thật, em không tưởng tượng nổi đâu, cậu gật đầu đồng ý. Winnie có cảm giác là cậu đang cười nhạo mình, nhưng rồi cô lại tự cho rằng đó là một kiểu cười nhạo thật đáng yêu. Anh lấy ai chưa vậy, cô hỏi tiếp. Lần này thì cậu cười phá lên. Chưa, anh chưa. Còn em, giờ đến lượt Winnie bật cười. Dĩ nhiên là chưa rồi, cô nói em mới 10 tuổi, nhưng sẽ lên 11 sớm thôi. Sau đó em sẽ lấy chồng, cậu gợi ý. Winnie lại cười nữa, đầu cô nghiêng sang một bên, ngưỡng mộ nhìn cậu. Rồi cô chỉ vào dòng nước. Cái đó uống có ngon không vậy anh, cô hỏi. Em khát, khuôn mặt của Jesse tắc đột nhiên nghiêm trang. Ồ, nước đó hả? Không, không, không ngon đâu, cậu nói thật nhanh. Em không được uống nước đó. Phun thẳng từ dưới đất lên. Chắc là dơ lắm và cậu bắt đầu lấp đá lên che lại. Nhưng anh uống nó mà Winnie nhắc. "Ơ, ờ, em thấy rồi à, cậu nhìn cô lo lắng." "À, anh thì cái gì cũng uống được hết. Ý anh là anh quen rồi nhưng mà nó không tốt cho em đâu." "Sao lại không?" Winnie nói, cô đứng bật dậy, "Dù sao đi nữa, nước đó là của em, nếu nó ở trong rừng. Em muốn uống." em khát khô cả cổ rồi nè và cô đi đến chỗ cậu ngồi quỳ xuống bên đống đá cuội tin anh đi mà winnie foster z nói em mà uống một chút xíu nước này thôi là kinh khủng cho em lắm kinh khủng thật mà anh không để em uống đâu nhưng mà em không hiểu sao lại không được winnie giàu dĩ nói càng lúc em càng khát nếu anh uống được thì em cũng uống được ba em mà có ở đây thì ba sẽ cho em uống ngay em sẽ không kể cho ba em biết chứ jessie nói mặt cậu tái nhợt đi dưới lớp da dám nắng cậu đứng dậy và kiên quyết đặt một bàn chân trần lên đống đá mình biết việc này sớm muộn gì cũng xảy ra mà giờ mình phải làm gì đây cậu nói đến đây thì một tiếng ầm vang lên giữa những hàng cây và có tiếng gọi jessie à nhờ trời jessie nói thở phào nhẹ nhõm mẹ và anh mai tới rồi họ sẽ biết phải làm gì ngay lúc đó một người phụ nữ to lớn nhưng trông có vẻ dễ chịu xuất hiện, dẫn theo sau một con ngựa già mập mạp, bên cạnh bà cũng là một thanh niên cũng tuấn tú như Jesse. Đó là bà Mây Tắc và đứa con trai còn lại, anh trai của Jesse. Vừa nhát thấy bóng hai người, Jesse đang đứng đạp chân lên đống đá còn Winnie thì quỳ gối bên cạnh, bà đã lập tức hiểu ra ngay cánh tay bà vung lên ngực giữ chặt chiếc ghim cái áo cũ kỹ trên tấm khăn choàng còn khuôn mặt trở nên u ám mấy đứa à bà nói nó đây rồi điều tồi tệ nhất cuối cùng đã đến